thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Minh ngày hôm nay Minh muốn chia sẻ với tất cả mọi người về một cái video, và cũng là muốn chia sẻ với mọi người về cái điều rất là hay, và nó liên quan đến cái video này. Thì mình sẽ mời tất cả mọi người dành ít phút để xem cái video của Minh nha. We'll be right back.
Thì như các bạn đã thấy trên cái video mà Minh cho các bạn xem, nó có một cái tính kêu bằng nguy hiểm cực kỳ cao, và các bạn có cả cảm giác là nó thót tim từng cái phút mà khi mà anh ấy chạy xe mà lấn những người chạy xe không, rồi anh ấy chạy xe mà bất chấp tính mạng cái người đi đường luôn, dù cho là cảnh sát đã hú còi và kêu người đó dừng lại. Và theo đó là những cái người đi đường, những cái người dân ở đó họ bức xúc và họ chạy theo, họ chặn cái xe đó lại. Nhưng mà bao nhiêu người họ dí theo họ chặn, nhưng mà cái người lái cái chiếc xe đó hoàn toàn là không quan tâm tới và bất chấp chạy bán sống bán chết, cán lên người này kia luôn. Dù cho người ta để cái xe, người ta chặn đầu xe, nhưng mà cái người mà theo kiểu là trên xe 7 chỗ đó, họ không xuống xe mà họ còn thật là mạnh để cán luôn cái người đó. Thì mình cảm thấy là cái người này, một là người này bị ngáo đá, có thể là một là người này là ngáo đá, hai là cái người này cứ kêu bằng là bị khùng quá rồi, và họ sợ mà khi mà họ bị bắt là họ sẽ bị lãnh án tù hay gì đó, cho nên họ bất chấp tất cả các bạn. Và mình thấy được một cái sự nguy hiểm khi mà lái xe bên Việt Nam của mình đó, là gặp những thằng điên như vậy các bạn. Là trong khi đó là cái đường rất là chật hẹp, đúng không các bạn? Ví dụ như các bạn khi mà các bạn chạy xe mà các bạn đụng phải người này người kia thì các bạn có hình phạt nó cũng là nhẹ thôi, tương đương là không, theo kiểu là không có làm chết người thì nó còn có thể duy trì được. Mà cái này là theo kiểu là chỉ cần một cái người đó sơ suất một chút xíu, cái anh mà ở chiếc xe đó mà không nhảy ra kịp, thì mà nó ve xe và họ không nhảy ra kịp thì có thể anh đó sẽ bị mất mạng rồi các bạn. Các bạn thấy chiếc xe mà nó lùi chiếc xe mà đến mức mà nó leo lên chiếc xe luôn, và nó bường tới để nó quay đầu nó chạy kêu bất kỳ chết, chạy bất chấp luôn, là mình thấy anh được là kêu bằng một cái sự nguy hiểm vô cùng. Và cái điều mình muốn nói ở đây đó là cái người, hai cái vị cảnh sát đó các bạn, họ dí theo mà họ cũng bất lực với cái tội phạm đó luôn. Cái đó thuộc loại chính xác là tội phạm rồi. Ví dụ như họ bị đi theo kiểu là không đúng đường hay gì đó, bị công an thổi lại thì người ta sẽ chấp hành ha. Còn nếu cái này kêu bằng chạy mà bang mà bất chấp mà có thể cán chết người luôn, đó là thuộc loại một tội phạm kêu khá là nghiêm trọng rồi. Đối với mình là điều đó là cái người đó là cực kỳ nguy hiểm. Mình bảo đảm sẽ có rất là nhiều người xem video này và sẽ nói là cái người công an này giống như đi làm giống như là chơi gì đó, không có được cái sự kêu mà năng nổ chụp giật. Mà các bạn biết không, cái cảnh sát bên Việt Nam mình là chỉ chạy xe Honda thôi, mà nó thì nó ngồi trên chiếc xe Ben mà nó chạy kiểu đó thì sắt cán lên người thì chịu sao nổi, các bạn nghĩ đúng không? Thì nhiều khi mình thấy được cái sự bất lực của cái người công an đó. Và các bạn biết không, cái người công an chỉ có thể là cầm cái baton thôi, mà nếu như mà các bạn dùng súng là với cái trường hợp là rất là nguy hiểm, và cái người đó tấn công mình hay như thế nào đó, hoặc là cái tội phạm buôn bán ma túy thì bạn mới được quyền dùng súng. Ở luật Việt Nam là như vậy. Và các bạn biết không, có những người họ đi tuần tra giao thông á, họ sẽ không mang súng theo các bạn. Có những người họ chỉ tuần tra giao thông thôi thì họ không có trang bị cho mình những cái điều đó. Và các bạn biết không, ở bên Việt Nam mình á, nếu như mà cảnh sát giao thông mà muốn mang súng đi á, thì họ phải nhắm là có cái trường hợp nào đó họ mới được quyền đem súng đi các bạn. Rồi á, khi mà sử dụng súng, mà nếu như các bạn mà muốn dùng súng mà các bạn bắn người đó, thì bên Việt Nam mình cũng không có khuyến khích là theo kiểu là sử dụng súng để trấn áp tội phạm quá nhiều hay gì đó. Tại vì họ sợ là cái ở bên Việt Nam mình đôi khi có nhiều người họ lạm dụng chức quyền, họ dùng súng để họ sử dụng bậy đó, giống vậy đó, để trả thù cá nhân riêng á. Còn đối với nước Mỹ mình, bây giờ mình phân tích ở cái điểm này, mình không phải là mình khen nha các bạn, nhưng mà mình thấy được một cái sự kêu bằng rất là nguy hiểm khi mà mình lái xe trên đường. Mà các bạn thấy ở bên đường Việt Nam mình thì nó cũng khá là nhỏ, và xe Honda với xe hơi nó chạy chung với nhau, và nếu như có chuyện gì xảy ra thì những cái người mà chạy xe Honda sẽ là ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái điều mà đáng tiếc có thể xảy ra là có thể là mất tính mạng cái người chạy xe Honda nữa các bạn. Và khi mà mình xem video đó rồi, bắt đầu mình cảm thấy rất là sợ. Nhiều khi mình cảm giác giống như mình đang chạy xe bình thường vậy nè, ở đâu nó phía sau nó chạy tới nó bang mình luôn, nó ủi mình luôn, và mình chết theo kiểu mà chết không hiểu lý do tại sao mà mình chết luôn các bạn.
Và các bạn biết không, nếu như cái trường hợp mà mình xem cái video đó đó, mà cái trường hợp nó đặt ở vị trí bên đây các bạn, thì cái người lái xe đó, đó mình bảo đảm là người lái xe đó sẽ không chạy quá thêm vài cái số nữa đi, trong cái trường hợp mà theo kiểu là cái xe đó đã bị chặn lại rồi, và có một khi mà nó lùi lại và nó cán lên chiếc xe Honda đó, là lúc đó là bảo đảm là nếu như cái người đàn ông nó mà không bước xuống xe là cái người cảnh sát sẽ nổ súng. Là nếu như bạn có bị thương tích, bạn chết thì họ được quyền các bạn. Theo kiểu là bạn là một tội phạm quá nguy hiểm và bạn chạy theo kiểu là chạy bất chấp, ai chết không quan tâm, theo kiểu là như vậy. Bữa trước mình có xem một cái video cũng ở nước Mỹ, cái ông đó ông chạy một cái chiếc xe gọi là chiếc xe lưu các bạn, chiếc xe tải xe lưu á, và ông đó ông chạy kêu mà quái xế các bạn, chạy ban hết tất cả mọi thứ và đi ra tới cái ngã tư á, xoay vòng ngay ngã tư gì đó, ủi hết xe này ủi tới xe kia, và theo kiểu là cảnh sát họ kêu bằng theo kiểu họ bất lực, họ không thể nào mà họ dừng cái ông đó lại, và cuối cùng là họ phải rút súng rồi họ bắn ông đó chết. Đó là mình xem được cái trường hợp đó các bạn, và đối với Việt Nam mình hoàn toàn không được phép đó các bạn. Các bạn chỉ được phép bắt cái người đó chết. Nhưng mà còn với nước Mỹ là có luật nó như thế này các bạn. Nếu như mà bạn là một tội phạm, mà nếu như bạn là một tội phạm mà có cái kêu bằng có tình huống có thể gây hại đến tính mạng của người khác, và gây hại đến tính mạng của nhiều người, hoặc là các bạn chống cự lại với cái người đang thi hành công vụ, ví dụ như cảnh sát hay như thế này kia, thì họ được quyền dùng súng bắn bạn. Ví dụ như không bắn bạn chết, có thể bắn bạn què giò, què tay, què chân, các bạn không chạy được nữa, không có thể kháng cự lại được nữa, thì họ được quyền đó. Nhưng mà bên Việt Nam thì mình thấy là cái luật nó cũng còn hơi gắt gao các bạn. Cho nên có lẽ như vậy mà mình thấy được cái anh quái xế này các bạn không sợ, các bạn chạy ban bất chấp. Mà các bạn biết không, ở bên Việt Nam mình nó dở ở chỗ này nè. Khi mà các bạn chạy thoát rồi, các bạn mà chạy thoát rồi thì không còn bắt các bạn được nữa. Theo kiểu chạy thoát rồi là thôi đó. Nhưng mà còn ở bên Mỹ này, nhiều khi các bạn biết không, mày muốn chạy đúng không, ok mày chạy đi, chỉ trừ khi là họ bắt bạn là người ma túy hoặc là giết người hay gì đó thì họ sẽ truy đuổi đến cùng và họ bắt bạn thôi. Nhưng mà còn nếu như các bạn mà theo kiểu mà công an mà thổi lại mà bạn không dừng ha, họ sẽ hú còi. Thứ nhất họ sẽ hú còi, họ dí theo. Và các bạn biết không, chỉ cần họ hú còi thôi là 3 phút sau là các bạn sẽ thấy được là rất là nhiều bullet sẽ chạy theo. Tại vì ở bên đây mỗi một khúc đường là nó sẽ có một bullet đứng chặn. Ví dụ như họ chạy, họ dí bạn từ cái đoạn này tới cái đoạn kia, là cái đoạn kia là cái người giữ trạm nghe đoạn kia, là họ nghe là bên nghe giống như nghe cái tiếng còi hú, là họ biết là đang rượt đuổi phạm nhân hay là những người mà trốn hay gì đó, là bên đây họ sẽ bật còi lên và họ dí theo, giống như là họ hợp tác lại các bạn, họ hợp tác lại với nhau. Và nếu như mà họ dí trong một khoảng thời gian quá dài mà họ không bắt được mình nữa đó, thì có trực thăng ở trên nữa các bạn, có trực thăng ở trên họ bay trên đầu mình nữa và họ bắt mình đó. Chồng mình nói là nó cổng cái kiểu là nó để cái móc xuống, nó cổng cái xe mình lên luôn, nó móc cái xe mình luôn là coi như mình hết chạy. Là theo kiểu như vậy đó các bạn, là bên Mỹ là nếu như mà cái trường hợp như vậy đó, mà mình nghĩ mà nếu cái thằng đó mở ở đây đó, thì bảo đảm thằng đó là sẽ bị bắt ngay, chứ không có để mà ảnh hưởng tới người kia. Mình thấy có cái lúc mà khi mà nó ban ra cái giữa lộ, cái nó lấn để nó chạy á, thì có ủi cái thằng kia mà chút xíu nữa là có thể cán lên thằng kia luôn mà đi luôn, mà nó cũng ban luôn các bạn. Mình thấy cái điều này hả, trời nguy hiểm quá. Mình thấy mà mình coi y hệt như là phim hành động, mà thực chất ra là cái này nếu như trên phim thì mình biết là người ta chết giả, còn này là chết chết thiệt chứ không phải là chết giả các bạn. Và cái mình ngồi mình suy nghĩ, cái tự nhiên mình cảm thấy mình rất là may mắn, rất là may mắn khi mình được sống ở bên của đất nước bên đây, là dù gì đi chăng nữa thì những cái sự việc theo kiểu là chết oan không có xảy ra. Ví dụ như đang chạy xe bong ở đâu, xe đít nó ủi tới mình chết lẳng nhắc, là cái điều đó là cũng hạn chế, không có những trường hợp nó xảy ra. Nó cũng đỡ một cái là mình cũng cảm thấy được an toàn các bạn. Và các bạn biết không, khi mà mình xem cái video đó xong, mình kéo xuống mình đọc những comment của mọi người á, thì họ nói á hả, trời ơi, mốt đi đâu đường phải cẩn thận. Chứ nhiều khi mấy thằng quái xế này nó điên lên nó chạy kiểu này, mình chết mà mình không hiểu lý do tại sao mình chết luôn. Mình chia sẻ thêm cho tất cả mọi người là một cái điều này nữa nè các bạn. Là khi mà các bạn ở bên đây các bạn,
Nếu như mà Bulip mà họ đã hú còi các bạn rồi mà trong phạm vi bao xa gì đó, họ sẽ báo các bạn là nếu như các bạn không dừng xe, các bạn còn chống cự nữa là họ sẽ bắn các bạn. Và nếu như mà họ đã ra ra cái tín hiệu như vậy mà mình vẫn ngoan cố thì họ được quyền bắn các bạn chết. Đó là mình mà các bạn thấy, mình thấy cái điều đó rất là hay. Tại vì mình không biết là khi mà nó điên lên, nó quái xế như vậy rồi thì không biết là nó sẽ làm chết bao nhiêu người quan mạng nữa. Thì nếu như mà xử lý như vậy á, thì nó mới có cái sự sợ và nó phải dừng lại. Còn ở bên kia nó, tao bất chấp, tao chạy, miễn tao chạy thoát là được. Mày không bắt được tao là mày sẽ không biết tao ở đâu hết. Nó sẽ kêu như vậy các bạn. Dù còn bên đây, nếu như các bạn chạy thoát đi ha, và họ đã chụp được lại hình các bạn này rồi đi ha, và mặt mũi của bạn rồi ha, thì các bạn sẽ rất là khó thoát và họ sẽ lùng các bạn, chỉ trừ khi các bạn trốn trong rừng, các bạn không có liên lạc với ai, các bạn đổi danh tánh, các bạn phẫu thuật thẩm mỹ, đổi hết cái khuôn mặt này kia nọ và ẩn, kêu bằng sống ẩn danh đó, thì bạn có thể là không bị thôi. Chứ còn chỉ cần các bạn đi ra ngoài, các bạn mua đồ ăn được những cái chỗ mà có người đi tới đi lui và có những cái người sinh hoạt và liên hệ với cộng đồng là các bạn sẽ bị bắt. Và còn ở bên Việt Nam mình thấy chỉ cần các bạn chạy thoát thôi là bữa sau là nó không biết bạn là ai hết trơn, mà nó không biết bạn ở đâu để mà nó đến nó bắt bạn hết trơn. Nếu giấy tờ của mình vẫn có thể là sử dụng bình thường, ví dụ như đi đi thi, đi chơi, đi đây đi đó hay làm gì đó là bình thường, không có chuyện gì hết, chỉ trừ khi là những người bị truy nã thôi. Ở Việt Nam mình là chỉ trừ khi những người bị truy nã thì mới theo kiểu là đi chỗ này là không được, đi chỗ kia không được thôi. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chút cái video này với tất cả mọi người, và cũng là chia sẻ thêm một ít thông tin về cái sự nguy hiểm mà khi các bạn ra ngoài đường cũng nên cẩn thận một chút xíu. Đó là cái video này mình đem lên, mình muốn chia sẻ về cái sự nguy hiểm đối với ở Việt Nam. Mình nghĩ một là anh này ngáo đá, hai là có thể là anh này là một cái người nào đó đang vận chuyển một cái chất cấm nào đó và sợ nếu như bị bắt là sẽ ở tù hay thế nào thế vậy đó, giống như là ở tù rất là lâu hay gì đó, cho nên họ sợ và họ chạy bất chấp để họ giữ được cái mạng của họ. Thì hả, là nó chạy, có nhiều người họ chạy theo lắm mà họ cũng bất lực, họ chỉ có thể là la lên, họ la lên để cho những cái chiếc xe tải lớn họ đứng lại để cho cái chiếc xe đó ủi vô và nó không chạy được nữa thôi, chứ họ không có thể nào mà. Xe của họ thì xe Honda nhỏ hơn cái xe van đó, chỉ cần các bạn đậu chiếc xe nó thôi, nó tông mạnh thôi là chiếc xe của mình cũng bị hư tổn mà mình cũng chết nữa. Cho nên nó có nhiều khi muốn giúp cũng không giúp được các bạn. Cho nên nó hả, nhiều khi ở Việt Nam là thân mình nấy lo chứ không dám lo cho ai hết. Nếu mà đụng cái kiểu đó là nó kêu mình ban bất chấp thì mình coi như là mình chết. Và hả, một ít thông tin chia sẻ với tất cả mọi người, mong là cái những gì mình chia sẻ với tất cả mọi người cảm thấy hay thú vị, thì nhớ đừng quên like, subscribe, một kênh cho mình nha. Thân mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.